Thưa quý vị, như một điểm hẹn quen thuộc, ngay giờ phút này, Phương Hiếu xin thay mặt những người thực hiện chương trình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đang ngồi trước màn ảnh nhỏ lúc 22 giờ thứ bảy trên kênh HTV7. Chào đón quý vị đang đến với sân chơi tình yêu mang tên Thông Gia Song Đấu. Thưa quý vị, Thông Gia Song Đấu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Rõ ràng đây là một sân chơi đã tạo được tiếng vang khi mà chúng tôi là một chiếc cầu nối để kết nối những chàng trai độc thân đến đây để kết đôi với một cô gái đặc biệt xinh đẹp và tài năng từ chương trình. Họ chia sẻ cho nhau những quan điểm tình yêu, quan điểm sống và quan trọng hơn nữa là chúng tôi còn hân hạnh chào đón đến sân chơi này. Đó chính là những người làm cha làm mẹ. Họ mang đến đây chẳng những là tâm tư, suy nghĩ của những người lớn dành cho con trẻ mà còn là tiếng lòng của những bậc làm cha làm mẹ mong muốn con mình hạnh phúc. Trước khi gặp gỡ và đi đến cái kết của chương trình sẽ được diễn ra trong ngày hôm nay, mời quý vị cùng chào đón đại diện 4 gia đình nhà trai. Xin mời! Ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp 4 vị phụ huynh đáng mến cùng với 4 chàng trai nhà họ. Đầu tiên là mẹ Tuyết Nhung, con trai Đình Khoa, mẹ thấu hiểu, con trai ngoan ngoãn. Gia đình thứ hai là mẹ Anh Đào, con trai Lam Trường, mẹ Trẻ Trung, con trai Thành Đạt. Gia đình thứ ba là ba Thành Hiệp, con trai Sĩ Luân, ba Trách Nhiệm, con trai mạnh mẽ, dũng cảm. Và cuối cùng là mẹ Gia Linh, con trai Sơn Hải, mẹ vui tính, con trai tài năng. Dạ thưa quý vị thấy chưa, lúc này ngày hôm nay chúng ta có ba bà xui tương lai và một ông xui tương lai đã xuất hiện tại đây. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phương Hiếu xin được gửi lời cảm ơn đến các cô chú đã dành thời gian tham gia chương trình. Bây giờ mình cùng làm quen với khán giả nha. Dạ mời gia đình đầu tiên giới thiệu ạ. Tôi xin chào khán giả, xin chào anh Phương Hiếu. Tôi là Tuyết Nhung, con trai tôi là Đình Khoa. Hai mẹ con tôi từ đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chào đón gia đình số 1 ạ. Dạ. Chào mẹ. Dạ mời gia đình số 2 giới thiệu ạ. Dạ, tôi tên là Anh Đào. Con trai tôi là Lam Trường. Mẹ con tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chào đón mẹ đến với chương trình. Dạ xin mời ba giới thiệu ạ. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào MC Phương Hiếu. Tôi tên là Thành Hiệp, con trai tôi là Sĩ Lưng. Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chào đón ba đến với chương trình. Dạ mời gia đình số 4 ạ. Xin chào khán giả. Xin chào Phương Hiếu. Dạ. Tôi là Gia Linh, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chào đón mẹ đến với chương trình. Thưa quý vị, rõ ràng là mỗi gia đình chúng ta có thể nha là ở những cái địa chỉ nhà khác nhau tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà quan trọng là ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây, chúng ta có cùng một mục đích. Đó chính là chinh phục cô gái xinh đẹp nhất từ chương trình mang về cho con trai nhà mình để kết đôi thành công, phải không ạ? Chúc cho các cô chú có những trải nghiệm tuyệt vời và quyết tâm giành chiến thắng nha. Dạ, mời về vị trí để bắt đầu chương trình ạ. Thưa quý vị, có một điều thú vị là quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ chắc chắn đã thấy được diện mạo của các cậu con trai gia đình nhà trai rồi. Nhưng mà tại trường quay này, khán giả tại chương trình Gia Đình Nhà Gái và cả Phương Hiếu cũng chưa có biết bốn cậu con trai này như thế nào. Các bạn đang ở trên phòng chờ bí mật để chờ lộ diện từ từ tại sân khấu này. Đó là sự hấp dẫn từ chương trình. Và mỗi một đêm như thế này thì bốn chàng trai sẽ cùng đến đây để chinh phục một cô gái. Vậy cô gái đặc biệt xinh đẹp ngày hôm nay là ai? Mời quý vị theo dõi qua đoạn video clip sau đây. Bùi Thị Mỹ Linh, 28 tuổi, cô đang làm người mẫu tự do nhưng có niềm đam mê với ca hát. Bằng giọng hát ngọt ngào, Mỹ Linh đang muốn chinh phục thị trường âm nhạc qua dòng nhạc bolero. Mỹ Linh là chị cả trong một gia đình có hai chị em, bố mẹ cô đã ly hôn được 10 năm. Quê hương ở Đồng Nai nhưng hiện cô đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỹ Linh mong muốn tìm được một người bạn trai chung thủy, thấu hiểu mình, có thể là chỗ dựa vững chắc cho cô sau này. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ cô gái xinh đẹp này nhé! Thưa quý vị, đang làm người mẫu và cô ấy đã bắt đầu bước vào con đường ca hát với giọng hát thật ngọt ngào và vẻ ngoài xinh đẹp. Hãy cùng chào đón nữ chính ngày hôm nay, Mỹ Linh. Xin chào tất cả khán giả trên sân khấu. Con tên là Mỹ Linh. Năm nay con 28 tuổi và hiện tại con là người mẫu và ca sĩ ạ. Yeah. Anh nghe thông tin chương trình cung cấp á là mình đang chuẩn bị chuyển hướng sang ca sĩ. Dạ.
Dạ, mê hát từ nhỏ. Từ nhỏ luôn hả? Từ nhỏ. Yeah. Xin phép quý vị khán giả Linh sẽ hát một câu bolero tặng mọi người ạ. Yeah, tuyệt vời. Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua em gói kém từng kỷ niệm. Ngọt không ạ? À? Ngọt không ạ? À? Ngọt ha. Dễ thương quá, cảm ơn em. Khi mà nghe em hát xong, nghe em giới thiệu xong, anh cũng thắc mắc là tại sao một nhan sắc xinh đẹp như vậy mà lại còn độc thân? Nói ế thì cũng không hẳn ế, nhưng mà thật ra thì vào 2 năm trước thì em có quen một mối tình chóng vánh. Chóng vánh? Dạ, chóng vánh. Em có thể chia sẻ cụ thể hơn không? Vì mẹ anh bắt chia tay. À, là bài hát của Miu Lê á hả? Dạ, nhưng mà nó lại áp dụng với em. Là mẹ của bạn ấy bắt chia tay em? Dạ. Vì cái lý do nào nhỉ? Dạ, tại vì gia đình không thích em. Muốn bạn đó phải quen một cái người môn đăng hộ đối với bạn đấy. Ờ. Dạ. Nên tụi em chia tay trong tiếc nuối. Nhưng mà là bạn đó cũng nghe lời mẹ luôn, chứ không có cái xu hướng là gửi trọn tình cảm cho em hay là nỗ lực để chinh phục gia đình gì hết hay sao? Mẹ bạn đó áp lực vô bạn đó, rồi bạn đó lại áp lực qua em. Xong Ủa? Rồi hai người lại tự hiểu nhau là thông cảm cho nhau. Ừ, bây giờ gia đình của người ta vậy thôi. Nếu mà không chấp nhận em thì em cũng không cần chấp nhận. Ừ, dạ. Nên em trả sự tự do cho hai bên luôn. Nghĩa là mẹ bạn đó áp lực lên bạn đó. Dạ. Để bạn đó chia tay em. Dạ. Vậy là anh ấy không có thương em rồi. Phải không? Dạ. Nếu mà bạn đó thương em thì cái việc mà bạn đó khi nhận áp lực từ mẹ đó chính là thuyết phục mẹ, chứng minh cho mẹ là tụi em yêu nhau thật lòng và xứng đáng vì nhau. Còn nếu như mà bạn ấy vì mẹ áp lực mà chia tay em, mà bạn ấy vẫn nghe lời, chứng tỏ rằng là bạn ấy chưa đủ yêu em. Dạ. Không sao, mình xinh đẹp mà, mình có tài năng mà, quan trọng là mình lựa chọn đúng người thôi. Yeah. Vậy thì ngày hôm nay hy vọng là em sẽ lựa chọn thật là chính xác. Bên cạnh đó là hãy cân đo đong đếm, vì tới 4 nhà trai đến đây vì mình lận. Và đặc biệt ngay lúc này đây, mình đang nói chuyện ở đây, thì trên phòng chờ bí mật 4 cậu con trai gia đình nhà trai đang nghe hết những thông tin dưới này. Các chàng trai ơi, thấy nhan sắc này thế nào ạ? Yeah. Sẵn sàng rồi ha, sẵn sàng để yêu thêm lần nữa ha. Dạ thưa quý vị, ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng chào đón hội đồng nhà gái của cô gái xinh đẹp ngày hôm nay, Mỹ Linh. Và xin chào hội đồng nhà gái. Bên tay phải của chúng ta là 4 đại diện, 4 vị phụ huynh của nhà trai. Mời nhà gái chúng ta cùng giới thiệu nha. Dạ xin mời ạ. À, chào MC Phương Hiếu, à, chào 4 vị thông gia tương lai. Và dạ, xin chào khán giả. À, tôi là Phạm Công Thiện, sinh năm 1966. Tôi là phụ huynh của bé Mỹ Linh. Dạ, chào đón đến với chương trình ạ. Dạ, vị kế bên xin mời giới thiệu ạ. À, chào Hiếu đẹp trai. Dạ. Chào toàn thể khán giả và chào 4 họ nhà trai. À, tôi là Mỹ, là mẹ của Mỹ Linh. Dạ. À, Mỹ, cái mẹ của Mỹ Linh luôn, tiện dễ sợ. Dạ, xin chào tất cả mọi người, xin chào anh Phương Hiếu. À, em là Thanh Lộc và em là em trai của chị Mỹ Linh. À, em trai. Em là em trai của em chị luôn. Mỹ Linh ạ. À. Dạ, em họ. À, em họ của Mỹ Linh. Dạ. Dạ. Hiếu được nghe thông tin chương trình, cô chú ở đây là ba mẹ nuôi của em Mỹ Linh phải không ạ? Dạ. Tại sao ba mẹ ruột của Mỹ Linh hôm nay không có mặt ạ? Dạ, xin lỗi quý vị khán giả ở đây. Tôi là bạn thân của ba của Mỹ Linh. Dạ. Từ hồi nhỏ đã chơi chung với nhau, thậm chí học chung trường nữa. Dạ. Cho nên là rất là thân. Thì Mỹ Linh vào thành phố Hồ Chí Minh là nhờ tôi. À. Tôi sẽ giúp cho Mỹ Linh trong thời gian mà Mỹ Linh ở thành phố. Dạ. 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 Kiểu như là coi con trong nhà là cô. Dạ. Chú ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Còn em Linh vào đây đi học là ở nhà cô chú. Dạ. Dễ thương quá. Dạ, vỗ tay ạ. À. Chú có thể cho biết vài tiêu chí lựa chọn chàng rể tương lai của gia đình Mỹ Linh không ạ? Dạ. Cũng có bàn qua với lại bạn thân của tôi á,
thì nói phải tìm một người mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Nghị lực. Nghị lực. Và trung thủy. Trung thủy. Và có, nếu có thể hình chút xíu cũng tốt. Có thể hình chút xíu cũng tốt. À là phải 6 múi hay sao ạ? Dạ không, cỡ tôi thôi. Dạ là thể hình dữ chưa? Dạ. Nghĩa là em thích bạn rắn rỏi, thể hình chút xíu. Dạ đúng. Chứ không có thích mấy cái dạng tròn tròn. À dạ. Có tiêu chí rõ ràng. Dạ. Thưa mẹ, trong vai trò là mẹ nuôi thì chắc chắn là khi mà em ở nhà của ba mẹ để đi học và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh thì chắc cũng quá hiểu nhau rồi. Vậy thì theo mẹ, Mỹ Linh là một cô gái ở nhà như thế nào ạ? Mỹ Linh thì là một cô gái cá tính. Cá tính. Biết yêu thương mọi người. Biết yêu thương mọi người. Giúp đỡ mọi người và có tinh thần trách nhiệm. Ồ, dễ thương quá. Thưa quý vị, như vậy là nhà gái đến đây ngày hôm nay gồm có ba mẹ nuôi cũng là bạn rất thân của ba mẹ ruột của Mỹ Linh cùng với em họ. Để xem nhà gái có giúp cho Mỹ Linh chinh phục được một chàng trai để cùng kết đôi hay không. Chúc gia đình nhà gái chúng ta sẽ lựa chọn thật trọn vẹn để mang lại thành công tốt đẹp. Chúng ta vào ghế để bắt đầu chương trình nha. Dạ, xin mời ạ. Ở vòng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng theo dõi lần lượt 4 vị phụ huynh nhà trai sẽ dùng 4 hành động dễ thương để miêu tả về những đặc điểm nổi bật nhất về 4 người con của họ trên sân khấu. Từ hành động, gia đình nhà gái sẽ hội ý và đoán xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các vị phụ huynh sẽ được lên tiếng chia sẻ đáp án và cho thấy tại sao con của họ lại là số 1. Nghe hết 4 lời chia sẻ, gia đình nữ chính sẽ loại đi một gia đình mà họ cảm thấy không phù hợp nhất và nêu rõ lý do vì sao gia đình đó bị loại. Thưa quý vị, nồng nhiệt chào đón quý vị đang đến với vòng đầu tiên của chương trình Thông Gia Song Đấu mang tên Con Tôi Là Số 1. Ngay lúc này đây, chúng ta hồi hộp chờ đợi xem nhà trai đầu tiên sẽ chọn hành động gì để diễn tả về con mình. Dạ, mời mẹ bắt đầu ạ. Nhà gái mình đoán xem những hành động vừa rồi diễn tả điều gì về con trai nhà số 1, thưa nhà gái. Theo như tôi thấy là người này có môn thể thao đá banh. Môn thể thao đá banh là dễ nhận ra nhất, phải không ạ? Dạ. Rồi sao nữa ạ? Rồi động tác uống nước, uống cà phê. Nhưng là chắc cũng thích đi đi mấy cái chỗ... kiểu như thích đi cà phê với bạn bè, ngồi quán xá rồi đó. Dạ. Dạ, con mẹ nghĩ sao mẹ? Mẹ thì nghĩ là giống như là đây là bạn này là nhân viên văn phòng nhân viên hay là làm sếp gì đó. Dạ, giống sếp ha. Giống sếp, ngồi thư thải uống cà phê cũng rồi thưởng thức. Dạ. Còn em trai? Em thì nghĩ là chắc là đá banh đó. Mình đoán là như vậy, để xem mẹ nhà trai thật sự diễn tả điều gì về con trai của mình. Vậy thưa mẹ, hành động vừa rồi mẹ diễn tả về cái gì và cụ thể là vì sao con của mẹ đối với mẹ là số 1? Con trai của cô á, Đình Khoa á, là bạn đó là đang học kinh doanh ấy. Dạ. Và bạn đó đặc biệt rất là siêng năng. Ừ. Dạ vâng. Làm việc và tức là cái hành vi mà mở sách ra và gục xuống. Dạ vâng, thì đó là ý nó là làm việc á. Dạ vâng, làm việc rất là siêng năng á. Dạ. Và thực sự ra là nhà mình á, là có một năm xào đất cà phê ấy. Oh. Đó ý là vậy. Năm xào luôn ạ. Dạ. Dữ vậy sao? Dạ. Dạ. Hồi nãy mẹ nói là em học kinh doanh. Dạ. Học với làm kinh doanh nó khác. Dạ. Em làm kinh doanh chứ hay là tức học là bạn nữa? Đó vừa học vừa làm ạ. Tức là bạn đó đã đi làm từ lúc mà rất là nhỏ ạ. Dạ. Dạ vâng. Còn gì nữa không ạ? Và bạn đó là rất là siêng năng về việc mà đi tập thể dục thể thao ấy. Đúng rồi bạn, đó. Ấy rất là thích đá banh. Dạ vâng.
tức là con trai mình nó rất là có tình, tức là bạn đó có cái sự yêu thương ấy, rất là khiêm tốn và lễ phép ấy. Dạ. Và năng động nữa, tức là một cái thanh niên có rất là nhiều điều cái sự tích cực á. Dạ. Đặc biệt là ấm áp. Thật sự ra là con của mẹ là Đình Khoa là số 1 nhé. Rất là nhiều những từ khóa tích cực mà mẹ nhà trai gửi đến. Nhà gái thấy sao về một chàng rể tương lai như vậy? Tôi thấy là có việc làm nói chung là cũng chưa có ổn định lắm. Nhưng mà xem cũng có nhiều khi mình nhìn người thì sẽ đoán. Chứ thật ra là vòng này không được nhìn người mới đau chứ. Theo tôi thấy vậy cũng là tốt rồi. Yeah. Tốt rồi phải không ạ? Dạ. Dạ mẹ thì sao thưa mẹ? Theo như mẹ thì thấy bạn này là siêng năng, cách giỏi như vậy thì chắc cũng cũng được điểm cộng. Dạ, cũng được điểm cộng phải không ạ? Còn em trai thì sao nè? Theo như em thấy thì em cảm thấy cũng có tài chính, cũng rất là siêng năng, giỏi nữa. Cũng có thể là che chở cho chị em được. Vậy hả? Dạ, gia đình mình ai cũng thấy điều tích cực hết đúng không? Vậy thì chúc mừng mẹ nhà trai thôi. Cho anh hỏi em nha. Dạ. Với riêng bản thân em thì một chàng trai không hoạt động nghệ thuật, không có gì liên quan đến nghệ thuật có phù hợp với em hay không? Hay là em cần một chàng trai chỉ cần có công việc ổn định là được, còn không cần dính đến nghệ thuật? Em vẫn muốn bạn đó làm cùng ngành với em. Vẫn muốn là có liên quan chút xíu tới mình. Dạ đúng rồi. Để chi vậy? Dạ để thông cảm được công việc cho em. Còn nếu mà ngành khác nhưng vẫn thông cảm được cho em thì có được không? Dạ chịu. Đúng, cũng được. Dạ, đúng không? Dạ. Quan trọng là bạn ấy thông cảm được cho mình. Dạ. Thì đây là chàng trai như mẹ chia sẻ đó, quan tâm đến người khác nữa. Và bạn ấy ấm áp, chân thành. Cho nên biết đâu được, không cần cùng ngành nhưng mà bạn hiểu mình là được rồi. Ha, hỏi như vậy để các nhà trai khác hiểu rõ cái quan điểm của em. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa làm quen xong với lời giới thiệu của gia đình số 1. Để xem mẹ nhà trai số 2 sẽ chọn hành động gì để diễn tả về con của mình. Dạ mời mẹ bắt đầu. Dạ, cảm ơn mẹ. Mời nhà gái đón. Thấy cái người này là rất là năng động, ngoại hình chắc có lẽ đẹp trai. Dạ. Dạ. Mẹ làm vậy là thấy đẹp trai phải không ba? Dạ, thấy dạ, như vậy. Làm vậy cứ đẹp trai, auto đẹp trai. Dạ. Dạ, mình nhìn thấy động tác thì có thể là năng động là hay là nhảy nhót hay là trong cái vũ trường hay gì đó. Vũ trường? Không nghĩ là vũ vậy sao? Dạ thấy nhảy sung quá. Nhảy sung quá là đưa vô vũ trường luôn. Dạ. Vũ vậy sao? Dạ tôi nghĩ là chắc bạn trẻ bây giờ là đa số là thích vậy đó. Dạ thích nhảy. Là bạn trẻ bây giờ đa số thích vô vũ trường à? Sao con cũng trẻ mà con không có vô vũ trường ta? Chắc là kiểu như con thế hệ trẻ mà đời đầu hay sao? Dạ. Nhà gái tiếp tục đi ạ. À? Còn theo như em thấy thì là chắc là dancer. Dancer. Tại nhảy quá nhiều. Nhảy quá nhiều. Theo mẹ thì nghĩ chắc bạn này là biết dễ thương, yêu thương mọi người. Rồi rất là học nhảy. Dạ. Đang còn nhảy. Còn theo Phương Hiếu thì thấy nghi quá. Tại vì cái hành động mẹ làm, không biết là chàng trai này có bị tăng động không nữa. Tại vì thấy mẹ nhảy quá nhảy, mà nhảy nó không có phải là ví dụ vũ công dancer người ta có động tác rồi đàng hoàng phải không? Dạ thưa mẹ, hành động của mẹ thì nó nhiều động tác và nó rất là năng động. Không biết là con trai của mẹ muốn diễn tả điều gì, cũng như vì sao đối với mẹ con mẹ là số 1 ạ? Bạn trường con trai của mình thì là một người rất nhiệt huyết trong công việc. Dạ nhiệt huyết. Và trong công việc thì cũng rất là năng động và năng nổ. Năng động. Nhưng sau những cái đó thì làm rất là hòa đồng và yêu thương mọi người. Sống rất là chân tình ạ. Con trai của mình năm nay là 22 tuổi. Công việc của trường là phó giám đốc sàn của một sàn bất động sản. Dạ. Yeah. Oh, yeah.
22 tuổi nhưng mà bạn rất là thành công nha. Chứ không có phải là nhỏ tuổi mà không thành công. Dạ. Thì con trai mình nó có một cái tính cách là trong công việc thì rất là nhiệt huyết, và trong cái đời sống hàng ngày thì rất là tình cảm. Dạ. Với mẹ thì trong lòng mẹ nghĩ thì con trai mẹ luôn luôn là số 1. Dữ vậy sao? Trời ơi, bây giờ các bạn trẻ, tuổi trẻ mà tài cao quá, nhà gái thấy không? 22 tuổi mà phó giám đốc rồi. Chứng tỏ rằng là em phải nỗ lực dữ lắm và phải khẳng định bản thân dữ lắm. Tại vì cái chức vị càng cao á, trách nhiệm càng nhiều. Nhà gái thấy sao về thông tin này? Vậy là cũng nếu có công việc ổn định vậy là rất là tốt. Dạ. Theo như con thấy thì công việc nó rất là khá là cứng. Và cũng không có hợp với chị cho lắm. Tại vì chị rất là thích đi đây đi đó. Nhưng mà công việc này thì ngồi một chỗ quá. À nên không là... nhé, bất động sản không ở một chỗ đâu. Ví dụ làm công việc khác thì có thể ở một chỗ, nhưng bất động sản là chắc chắn anh này sẽ đi nhiều. Đi tìm hiểu thị trường, đi gặp đối tác, đi kết nối với chỗ này chỗ kia, chứ không thể nào ở một chỗ. Phó giám đốc ngành khác có thể ở một chỗ, nhưng bất động sản chắc chắn không ở một chỗ. Dạ, xin lỗi gia đình số 2 là... Nếu mà làm phó giám đốc mà còn trẻ như vậy á, thì sắp xếp công việc nhà, gia đình và xã hội như thế nào cho mình gái biết ạ? Dạ thì sắp xếp việc thì công việc vẫn ưu tiên là hàng đầu để mình hoàn thành. Và trong đó sau những giờ làm việc thì là gia đình. Thì nếu như mà khi mà bạn lên mà chọn thì là bạn Trường sẽ sắp xếp được đủ thời gian để bên bạn Linh, để hỗ trợ cho bạn Linh được nhiều thứ, trong đó có mẹ nữa. Nếu như bạn này thì thấy cũng được có công việc ổn định rồi đó, nhưng mà bây giờ để coi gia đình sẽ tìm hiểu thêm nữa. Đó là cậu con trai gia đình số 2. Bây giờ để xem gia đình số 3 sẽ chọn hành động gì để giới thiệu về con trai nhà mình. Dạ, mời ba số 3 bắt đầu. Một cái hành động khá là bất ngờ diễn ra, có cả cái việc bị chấn thương luôn. Vậy là anh này chắc là đi quấn lộn, cho nên là bị đối thủ dùng triệt quyền đạo và anh đã gục xuống. Nhà gái đó sao ạ? Dạ, theo đàn gái thấy người này chắc có lẽ là võ sư. Dạ, và cũng kiêm về computer, làm việc văn phòng hay là làm việc về sáng lập viên hay là gì đó. Lập trình viên. Dạ. Lập trình viên. Dạ. Dạ. Theo như em thấy thì là chắc là làm về game. Game chiến đấu, game online, game võ thuật quá. Kiểu như là game về võ thuật phải không? Dạ đúng rồi. Cũng có thể ha, tại vì tự nhiên chơi game xong cái nhà qua quánh luôn. Cũng có thể chứ. Dạ. Thấy có vẻ là nam tính đó. Nam dạ. Tính là ba thích mấy gu mạnh mạnh vậy phải không? Dạ, chắc chắn là bạo lực. Không bạo lực, không dùng bạo lực. Nhưng mà đây là rất là tế nhị, rất là mạnh mẽ. Dạ, tế nhị mạnh mẽ. Dạ. Dạ, thứ ba, cụ thể hành động vừa rồi ba diễn tả về con trai của ba về điều gì? Và đâu là điều ba tự hào con trai ba là số 1, thứ ba? Thì cái hành động của tôi vừa rồi á, thì đầu tiên thì tôi cũng muốn nói cho nhà gái biết, con dâu tương lai tôi biết, con trai của tôi lại vừa tốt nghiệp mà ngành ngân hàng. Nhưng mà cái những hành động sau á, thì vì lý do là đam mê nghệ thuật, nên hiện tại thì con trai của tôi là một caster chuyên nghiệp, là... Thành ra là những thế võ đồ này đó của tôi vừa rồi á, cái hành động té của tôi là chuyên, con trai tôi chuyên đóng thế cho những cái vai nguy hiểm cho các diễn viên. Dạ, và thì chúng ta phải dành một tràng vỗ tay thật lớn cho nhà gái đi ạ. À. Đón chật lớn. Và tôi cũng cuối cùng tôi cũng muốn nói cho họ nhà gái biết là con trai tôi có một thân hình rất là vạm vỡ. Và đúng với tôi, con trai tôi là số 1. Tuyệt vời, vời. Ba nhà gái thân mến, trúng gu. Ba cần vạm vỡ phải không? Bao vạm vỡ. Dạ, nhà gái nghĩ sao về thông tin này ạ?
Là nếu như mà con trai vậy thì cũng lo cho con gái. Sao ạ? Sao lo? Đóng vậy đó. Rồi lỡ có chuyện gì nguy hiểm cũng hơi lo sợ. À, cái điều này có nha. Má cũng hơi, mẹ cũng hơi suy nghĩ. Sợ mẹ ha, cũng đúng. Em thì lại khá thích là anh này. Tại vì anh này rất là mạnh mẽ nha. Có thể bảo che và che chở cho chị em nha. Là em thích hả? Dạ. À không, à, chị em thích. À em vừa dạ. Thì anh nói là em thích. Anh này là quan điểm của em chứ anh có nói gì đâu. Dạ. Phải không? Dạ. Ừ. Thưa quý vị, những thông tin bắt đầu có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn ở nhà số 3. Dạ, tham khảo gia đình nhà gái nha. Bây giờ còn một gia đình nữa. Dạ, mời mẹ nhà trai số 4 vào cuộc á. Ừ, dạ, đó, đó. Dữ vậy sao? Dạ. Cảm ơn mẹ. Mời đoán ạ. Theo tôi thấy thì bạn này là có thể là chủ của một cái chỗ chuyên về massage. Chuyên về massage. Theo mẹ đó thì nghĩ là con trai này chắc có làn da đẹp. Làn da đẹp đúng rồi. Đẹp mịn màng á, thấy mẹ làm. Cũng có thể ha, thấy mẹ vuốt quá vuốt. À. Kiểu vậy. Rồi mà vuốt quá vuốt luôn. Cũng chơi thể thao. Chơi thể thao, dạ. Thấy có đứng tạo dáng rồi khe chuột rồi nữa. Coi chừng cái dáng bạn này cũng đẹp. Phải không ạ? Đúng rồi. Dạ. Còn theo em thì chắc là người mẫu hoặc là người mẫu ảnh. Vậy thích vô ngoại hình đẹp em chịu không? Chịu. À dạ em chịu nữa ha. Dạ em chị em. Kiểu như là em thích cái vẻ ngoài đẹp đẹp thì mới phù hợp với chị em đúng không? Đúng rồi. Chị mình đẹp mà. Dạ đúng rồi, quá đẹp. Bây giờ nè, anh hỏi thật nha, giữa hai chàng trai công việc ổn định như nhau, tốt bụng như nhau, mà một bạn thân hình gọn gàng, một bạn thân hình hơi khồ chút xíu thì mình chọn ai? Dạ phải chọn gọn gàng chứ. Đúng rồi, đúng không? Bây đừng có nói mà gọn gàng hay là nó là sao trọng ngoại hình quá, không phải. Rõ ràng là cái tướng gọn gàng dù gì nó cũng sẽ khỏe hơn, nó bắt mắt hơn và nó dễ gây cái cảm giác khi yêu đương hơn. Phải không? Cho nên chọn gọn gàng là dĩ nhiên. Đó chính là những gì mà nhà gái cùng đoán. Còn mẹ nhà trai, dạ thưa mẹ, hành động mà mẹ diễn tả vừa rồi, diễn tả điều gì về con mẹ cũng như vì sao con mẹ là số 1 thưa mẹ? Con trai tôi là người mẫu và khi tốt nghiệp kỹ sư. Ôi. Rồi làm bên ngành hàng không Việt Nam. Rồi trai thích đi du lịch, coi như là thích hòa đồng, quan tâm gia đình. Một khi mà nó đã quyết định được điều gì rồi, nó sẽ làm cho bằng được. Rồi nó chịu khó với coi như là quan tâm tới anh em, bạn bè, bất cứ người nào mà nó đã yêu mến rồi, nó sẽ hết lòng. Rồi con tôi là số 1. Dạ. Nè, người mẫu rồi lại tốt nghiệp kỹ sư mà đang làm bên hàng không. Phải không mẹ? Rồi, rồi ở đâu ra mà một con người mà hội đủ tất cả những cái yếu tố của một hot boy vậy mà trời? Con mẹ đẹp trai, tướng trời tá ơi. Là ok là. Trời ơi, mẹ phải nói cái này lên trước. Nhà gái là có một chàng em họ là cái gì nghe đẹp đẹp là ổng khoái à. Không. Ừ. Đẹp trai ok, phải không mẹ? Nếu mà con chọn con của bác á là sau này là sanh con đẹp lắm. Tại con cũng đẹp, mà con bác cũng đẹp. Cái này chiến thuật này đi hơi đậm á. Chiến thuật này đi tới đời con luôn á. Dạ, mời nhà gái bình luận thêm ạ. Em thì nghĩ chắc là không phù hợp lắm. Tại sao? Tại vì làm quá nhiều việc liệu có chung tình hay không? Làm nhiều việc là bạn này tài giỏi thôi chứ tự nhiên không chung tình, không liên đúng quan. Đúng rồi, phải giỏi mới có làm nhiều đúng. Việc chứ. Đúng. Phải không? Bộ cái người giỏi là cái người bộ ngoại tình hay sao trời? Không có đâu. Đúng không? Phải không mẹ? Đúng rồi. Con không đồng quan điểm chút nào. Dạ phải không mẹ? Nè bác có một đứa con nuôi này xấu dữ lắm luôn, mà vợ 4-5 người luôn. Đó thấy chưa? Ừ. Đó đâu phải mà, đâu phải đẹp trai mà nhiều vợ đâu, không có. Chính xác. Bởi vậy mình quan ngại mà đưa ra cái lý do đó là hơi sai. Không lẽ chị con nè đẹp nè, cao 1m60 nè. Đó. Không lẽ lấy người chồng 1m60. Đúng phải rồi không? Rồi cái nghề nghiệp không ổn định, không đúng. Có nữa rồi có nghề à. Làm sao mà đi du lịch nước này nước kia được. Chính xác. Thấy chưa, nghe người lớn nói chuyện chưa? Dạ. Ba mẹ nghĩ sao ạ? Mẹ
À thôi mẹ, thì bạn này được đó, xứng được với con gái. Tại vì là người mẫu cũng cùng đồng nghiệp. Dễ rồi công việc hơn. Đồ cũng ổn định, dạ. Tốt. Dạ. Thưa quý vị, như vậy là bốn nhà trai lần lượt đã giới thiệu về con của mình qua lời giới thiệu rồi. Nhưng mà quan trọng là nếu là quý vị thì quý vị nghĩ rằng là nhà trai nào ít phù hợp hơn nhà gái? Tại vì ngay lúc này nhà gái sẽ có thời gian hội ý để đưa ra quyết định cuối cùng. Thời gian hội ý bắt đầu. Như vậy thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết, để xem nhà gái sẽ đưa ra quyết định như thế nào, đâu là gia đình phải dừng cuộc chơi ngay tại vòng này. Gia đình đàn gái chúng tôi đã thảo luận nhau là sẽ dừng gia đình số. Dạ số 2. Xin rất tiếc. Và lý do vì sao thứ ba? Dạ, lý do là người rất quá trẻ, mới có 22 tuổi mà làm giám đốc. Thì rồi nếu như mà làm giám đốc á, thì rất là bận biểu. Dạ. Tại vì còn trẻ quá nên ra là phải tập trung nhiều, thì có thể là không có quan tâm đến vợ mình, tương lai mình. Như vậy thì tội cho em quá. Thật ra ngày nay chúng ta khuyến khích những bạn trẻ ra đời sớm, đi làm sớm, trải nghiệm sớm. Huống hồ gì đây là một chàng trai mới 22 tuổi nhưng bạn đã nỗ lực phấn đấu làm việc để có cái thành công. Nếu ba nói như vậy, chẳng lẽ trên cuộc đời này tất cả những người làm phó giám đốc hay là giám đốc nghĩa là không có vợ à? Phải không ba? Cũng nói chung là cũng hoài nghi, cho nên là gia đình cũng tập trung là có thể là dừng cuộc chơi gia đình số 2. Dạ, tiếc quá. Mẹ nhà trai số 2 đồng tình hay không đồng tình như thế nào về lý do này của nhà gái? Theo mình thì mình không đồng tình với cái quan điểm này. Dạ. Tại vì con mình là một người hoạt bát, chăm chỉ và rất là phấn đấu, thì tại sao 22 tuổi lại bị nói là không có nghi, bị nghi ngờ là vì làm được tới cái chức phó giám đốc đó. Dạ. Thì xin thưa với họ nhà gái rằng một điều, luôn luôn nỗ lực phấn đấu và nhiệt huyết trong công việc thì mới có được thành quả ngày hôm nay. Chính xác. Và tôi cũng xin nói là một điều làm, nếu anh chị nói như vậy thì đây là một cái điều hối tiếc cho anh chị khi không chọn con trai tôi. Dạ. Dạ. Để xem khi cậu con trai gia đình số 2 xuất hiện tại đây, bạn cất lên tiếng nói để chia sẻ quan điểm với nhà gái, thì liệu rằng quan điểm của nhà gái có thay đổi hay không? Đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Thưa quý vị, chúng tôi đã quay trở lại và ngay lúc này đây, tại trường quay đang hồi hộp chờ đợi, không biết cậu con trai gia đình số 2 với diện mạo như thế nào. Cùng gặp gỡ ngay cậu con trai gia đình số 2. Em hiện tại em tên là Nguyễn Lam Trường, em nay em 22 tuổi, hiện tại em đã giữ chức vụ là phó giám đốc sàn ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì mẹ em đã diễn tả hết những cái thứ về em. Là đúng hết phải không? Dạ đúng hết về em. Dạ. Thật ra mà nói nha, ở đây rất là nhiều khán giả và cả các cô chú, thậm chí là đâu đó bên nhà gái không có nghĩ rằng là 22 tuổi mà mình giỏi đến mức mà lên đến phó giám đốc. Cho nên em chia sẻ thêm điều này đi. Hành trình em đến với vị trí phó giám đốc như thế nào? Dạ hiện sự thì mẹ em thực sự là cũng chung nghề với em. Thì những kiến thức về kinh doanh của mẹ em thì mẹ em đã dạy em từ lúc em còn 18 tuổi rồi. Dạ. Lúc đó em đã đi theo phụ mẹ về ngành lĩnh vực này. Thì sau đó em theo sự cố gắng và nỗ lực của em thì dần dần thì em có thể đúng với sự thực lực của mình thì mới lên được chức vụ đó, trong sự cố gắng của em từ lúc em còn tuổi là thiếu niên thôi. Dạ. Dạ. Nói như vậy. Với lại nhà phụ huynh kêu em là bận rộn trong công việc thì em thấy nó cũng chưa đúng. Đâu ai làm việc đó hết 24 giờ đâu anh. Chính xác. Tại vì mình cũng phải có thời gian vui chơi, giải trí dành cho người mình yêu chứ. Đúng. Em công việc là công việc mà vui chơi với bạn gái em luôn hết mình và nhiệt tình. Dạ. Dạ như vậy. Mà trước giờ em có mấy mối tình rồi? Dạ thì theo như em thì cũng có 2 mối tình rồi anh. 2 mối tình? Dạ. Mối tình gần nhất kết thúc cái này bao lâu? Dạ tầm khoảng 6 tháng. Là lý do vì sao chia tay?
thì cũng như là không thấu hiểu công việc của em. Không thấu hiểu? Dạ, không đồng cảm được công việc của em nó như thế nào. Là công việc của em cần cái gì mà phải thông cảm? Dạ, nhiều lúc em có đi làm việc thì có những trường hợp nó công việc thị trường mình buôn bán thì kinh doanh rất là khó khăn. Dạ, thì đôi khi mình cũng có thể là mình hơi bận rộn xíu. À. Dạ. Bận rộn xíu nhưng mà em luôn cố gắng hết mình trong công việc. Nhưng sự mà cố gắng của em người ta không đủ với người ta thì người ta không chịu ở lại bên mình thôi. Thật ra em biết vì sao anh hỏi câu chuyện này không? Dạ. Tại vì nhà gái qua ngại là đúng đó. Em hiểu không? Dạ. Rõ ràng thưa quý vị, không phải như không mà người ta nghĩ rằng ai làm đến chức phó giám đốc hay là làm công việc ở vị trí cao như vậy sẽ không có nhiều thời gian. Đầu tiên, đặc điểm chúng ta nên nhớ, con gái của nhà gái đang làm công việc nghệ thuật. Bạn cũng sẽ đi sớm về khuya hay là diễn show khuya. Em cũng làm công việc bất động sản, làm vị trí cao. Có thể là em đi tiếp khách này nọ, phải không? Dạ, đúng rồi. Rồi đi tìm hiểu thị trường. Như em vừa nói, mối tình gần đây em chia tay là chỉ vì em ít thời gian bận rộn, người ta không thông cảm cho mình đó. Dạ. Thì ở bên nhà gái thật sự dừng cuộc chơi chỉ đơn giản là vì họ cần một người thông cảm cho con gái của họ. Mà em thì cũng vừa chia tay vì bạn kia không thông cảm cho em. Chứng tỏ rằng nhà gái quan ngại là không có gì sai. Dạ, phải không em? Dạ. Biết là em có dành thời gian cho người yêu mà tại đặc thù công việc này phải đi nhiều lắm. Anh biết, không sao cả. Mời mẹ xuống đây dạ mẹ nha. Dạ, thưa mẹ, lúc nãy cả bản thân Phương Hiếu, riêng Phương Hiếu cũng không có tin các bạn trẻ mà giỏi như vậy. Nhưng mà em ra cách em nói chuyện, em chia sẻ về trải nghiệm của em và những nhìn nhận của em, Hiếu thấy rõ ràng đây là một cậu con trai thật là vinh dự cho gia đình khi mà em đã nỗ lực từ nhỏ như vậy. Và cũng chúc mừng mẹ có một cậu con trai tuyệt vời như vậy, phải không ạ? Mình không có gì phải buồn, tại vì bên nhà gái thấy chưa phù hợp thôi, chứ không có nghĩa là con trai mẹ tệ. Dạ, phải không? Chúc mẹ nhiều sức khỏe nè, em cũng vậy. Cảm ơn mẹ và em đã tin tưởng và đến với Thông Gia Phòng Đấu. Xin gửi lời chào ạ. Thưa quý vị, như vậy từ 4 gia đình, nhà gái đã cân nhắc dừng cuộc chơi với một gia đình mà họ cho rằng không phù hợp với mong muốn lựa chọn của gia đình họ. 3 gia đình xuất sắc tiếp theo, chúng ta đến ngay với vòng thứ 2 mang tên Trái Tim Chân Thành. Ở vòng 2 này, 3 chàng trai lần lượt xuất hiện trên sân khấu và có 1 phút chinh phục trái tim nữ chính bằng những lời ngọt ngào và 30 giây để gửi gắm cảm xúc chân thành của mình qua những hành động cụ thể. Sau đó, các bậc phụ huynh sẽ có 1 phút xuất chiêu hỗ trợ cho con trai mình đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất. Tiếp sức cho con trai của mình bằng 60 giây thuyết phục nhà gái chọn con trai của mình. Sau vòng này, gia đình nữ chính tiếp tục loại đi một gia đình mà mình cảm thấy không tương xứng nhất. Thưa quý vị, chào đón quý vị đang đến với vòng 2 Trái Tim Chân Thành của Thông Gia Song Đấu. Ở vòng 2 này, sức nóng sẽ tăng lên đáng kể khi mà lần lượt từng cậu con trai của các gia đình sẽ xuất hiện tại đây để cùng gửi gắm, cùng chia sẻ những câu chuyện, chia sẻ những lời nói và hành động đến cho nữ chính của chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị, tất cả đã sẵn sàng để xem dung nhan, phong thái và cả lời ăn tiếng nói của cậu con trai gia đình số 1 là như thế nào. Xin mời! Dạ, dạ, xin giới thiệu về bản thân mình ạ. Em tên là Khoa, em đến từ Đắk Lắk và em hiện tại là sinh viên đang học chuyên ngành quản trị kinh doanh ạ. Dạ. Dạ. Nghe mẹ nói là mình có 5 xào cà phê lận phải không? Dạ, ở nhà mình có. Dạ. Dạ. Là cà phê ở nhà ngon lắm ha. Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ vô thử thách luôn nha. Dạ rồi ạ. Mỹ Linh ơi, qua đây em gái. Đó, nhìn có cảm xúc. Thấy chưa? Dạ, thấy chưa. Cảm giác thế nào? Dạ hồi hộp ạ. Thấy làm sao? Dạ, bạn nữ rất là xinh gái. Rất là xinh phải không? Dạ đúng rồi. Phải gu em không? Quả gu em rồi ạ. Quá đúng gu em. Đó. Hỏi cái này để bắt đầu có cái cảm xúc nền. Nhìn trên màn hình chắc không bằng nhìn người thật đâu phải không nào? Dạ đúng rồi. Rồi, 1 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Dạ, em thì cũng ít khi nói lời đường mật lắm. Nên đương lời quen thật là thật lòng. Và cũng không có thả thính gì hết. Nên chị cùng đừng có đánh giá cao về lời nói của em ạ. Dạ. Còn gì nữa không? Tiếp tục. Dạ. Em cũng
Nói chung là chắc giờ em cũng chưa tiếp xúc qua đội diện với trường một người cả em. Nên cũng cũng hơi ngại ngại ạ. Cũng không tự tin về khoản này ạ. Hỏi đi, hỏi đi. Hỏi gì cũng được, em hỏi đi. Dạ bạn hiện tại là sinh năm bao nhiêu và công việc hiện tại là gì ạ? Linh sinh năm 95. Dạ rồi ạ. Là lớn hơn hay nhỏ hơn vậy ta? Dạ lớn hơn. Dạ lớn hơn. Không sao. Nhưng mà muốn xưng em hay là xưng chị? Dạ thôi xưng chị đi, tại vì em nhỏ tuổi quá ạ. Trời ơi. Ôi, cũng bị lời quá. Trời đất ơi, tôi chưa thấy ai đi cô gái mà vậy luôn á. Trời ơi, đây tiếp theo là 30 giây, lần này không nói nữa, chỉ hành động thôi nha. 30 giây, bắt lại. Dạ rồi ạ. Dạ, em thì cũng chị. Cho mình tay xíu xíu được mà. Mình tay xíu xíu à. Dạ. Con ngồi bên kia mà con tức cho mẹ luôn á. Dạ. Ngứa mắt dễ sợ luôn á. Dạ. Bao nhiêu người yêu rồi? Dạ chưa còn mối tình nào ạ. Chưa mối tình nào? Dạ. Thôi vậy thì anh hiểu rồi, tưởng có người yêu rồi mà như vậy thì anh rầy nhẹ chút xíu. Mà trang giấy trắng thì thôi để anh. Người ta mới lớn. Thì thí dụ nhỏ không biết thì chỉ nhỏ. Hiểu không? Ví dụ em có thể xưng chị nhưng mà nói chị yêu em yêu chị gì đó kiểu vậy cho cảm xúc. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha, cái gu của em là em thích kinh nghiệm hay em thích còn ngây thơ xíu? 30 ngây thơ, 30 70, ngây thơ. 70 kinh nghiệm. 30 ngây thơ, 70 kinh nghiệm. Dạ. Là phải cũng có ngây thơ trong đó. Dạ đúng rồi. Thật ra kinh nghiệm là phải cùng nhau trao dồi, từ từ nó có kinh nghiệm. Dạ. Còn cái ngây thơ đó, những người mà kinh nghiệm rồi ít được ngây thơ đó. Tại nó phải ngây thơ xuất phát từ bên trong thì mới còn ngây thơ. Còn cái người mà từng trải rồi muốn ngây thơ lại không được. Dạ. Cho nên thà ngây thơ đi, mình huấn luyện từ từ cái có kinh nghiệm. Đúng không? Dạ bây giờ mẹ có một phút để thuyết phục gia đình nhà gái, mời mẹ bắt đầu. Thì quý vị cũng thấy Đình Khoa rồi đó. Bạn này phải nói là rất là ngon á, rất là đẹp trai ấy. Dạ vâng. Và cháu đặc biệt là cháu rất là ngoan ấy và biết vâng lời á. Bạn đó rất là chăm chỉ để mà đang xây dựng một cái tương lai, nó có một cái nền tảng á, nó vững chắc. Thì tôi cũng hay khuyên cháu á, thì làm gì thì cũng phải cẩn thận. Thì không nên quá vội vàng. Dĩ nhiên là nếu như có cơ hội đến thì mình sẽ chớp lấy thời cơ. Đúng. Nhưng nếu như mà có xây dựng á, giống như mình xây nhà, có những cái viên gạch đầu tiên á, nó chắc đó, thì con cứ cơ bản là con phải luyện tập á. Dạ. Luyện tập là mỗi ngày. Dạ vâng ạ. Cảm ơn mẹ đã cho thêm nhiều thông tin về em để nhà gái dễ dàng tham khảo. Và thưa nhà gái, vừa rồi là phần thể hiện của cậu con trai gia đình số 1 và mẹ của mình. Tạm chia tay cậu con trai gia đình số 1, chúng ta hồi hộp chờ đợi xem, để xem diện mạo của cậu con trai gia đình số 3 là như thế nào. Mời gặp gỡ bạn ấy nhé, xin mời. Hồi nãy ba có giới thiệu thiếu gì về em không? Dạ, không ạ. Đầy đủ rồi phải không? Vậy thử thách luôn nha. Dạ. Sẵn sàng ha. Một phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Nhìn Linh á, có đẹp hơn ở trong hình. Nãy ngồi trên kia coi. Cảm ơn. Linh sinh năm nhiêu ạ? Linh sinh năm 95. Hồi nãy giờ là không có lắng nghe người ta nói gì hết trơn. Tại lo nhìn. Linh làm ca sĩ. Trời ơi. Linh làm người mẫu. Nhưng mà bây giờ mê ca hát nữa nên chuẩn bị làm ca sĩ nữa. Linh có muốn gì mình ở Linh có muốn gì ở mình không? Mình sao? Thì Linh luôn muốn tìm một người đàn ông mà đủ sự bao dung cho nghề nghiệp của mình, thấu hiểu được mình. Thì nói chung á là mình là
làm chung một ngành. Thì là cũng sẽ hiểu với nhau được. Cái điều đó cũng thấu hiểu được. Hết giờ. Tiếp theo 30 giây thể hiện hành động, hành động chân thành, xin mời. Tới 30 giây lận. Qua chạm cái giống như là điện giật vậy đó. Còn giờ làm tiếp. 30 giây lận mà. Tiếp tục. Ngại quá. Lẹ. Trời ơi. Thiệt tức. Cái gì? Sao ngại? Thí dụ mình muốn ôm con gái người ta, mình cứ xin phép thôi. Mình có thể ôm bạn một cái được không? Phải không ạ? Ở ngoài phố đi bộ thấy nhiều người để các bạn ôm miễn phí không? Đây là cách trao cho nhau cái sự tình cảm, truyền cho nhau năng lượng, chứ không phải là làm gì khó khăn hết á. Dạ, ba ơi, chắc là ba thấy em ở đây chinh phục cô gái chắc ba cũng tức. Nếu là ba là tiêu rồi, phải không? Ba rất là mạnh mẽ, nãy giờ nói chuyện rất là phóng khoáng. Một phút dành cho ba thuyết phục thêm nhà gái, bắt đầu, xin mời. À, theo tôi nghĩ thì cái yếu tố bên nhà gái thì cũng rất là quan trọng. Nhưng mà quan trọng nhất là cô gái thôi. Chứ theo như mà chú nghĩ thì con nên chọn con của chú. Tại vì con của chú thứ nhất là nó có hội, có rất là nhiều yếu tố phù hợp với con. Thứ nhất là vấn đề nghề nghiệp hiện tại. Và thứ hai thì căn bản là con của chú là nó cũng ăn học tới nơi tới chỗ đàng hoàng, chứ không phải là không có công việc để làm. Hiện tại thì con của chú nó đã tốt nghiệp xong rồi. Hiện tại, cái công việc hiện tại thì chỉ ra là đam mê thôi. Nhưng mà cái ngành nghề thì nó, chú thấy nó phù hợp với con nhiều hơn. Với lại hai đứa cũng rất là xứng đôi vừa lứa. Tuy là cái tuổi tác thì con có thể co hơn của con của chú một chút. Nhưng mà chú chấm con rồi đó. Ừ rồi. Dạ. Phải như ba vậy mới được. Phải nói nhiều thông tin thì con gái người ta mới cảm được, nhà gái người ta mới so sánh được, phải không ba? Còn cái này gặp con gái mà nhát quá. Thôi rút kinh nghiệm không sao, dạ. Chúc em may mắn nha. Dạ. Và thưa quý vị, như vậy là cậu con trai gia đình số 2 và 3 của mình đã nỗ lực thật sự. Để xem cậu con trai gia đình số 4 xuất hiện tại đây có mang đến sự bất ngờ chúng ta hay không. Cùng gặp gỡ ngay cậu con trai gia đình số 4. Dạ lời đầu tiên em xin chào phụ huynh của hai bên, họ đàn trai và họ đàn gái. Em tên là Sơn Hải và hiện tại em là 25 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại của em chính là người mẫu và diễn viên tự do hiện tại. Dạ. Yeah. Yeah. Người mẫu diễn viên tự do. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Có người yêu chưa? Dạ nếu có người yêu thì rồi thì em đã không bước tới đây. Lạnh quá. Đang gài ổng nó còn mới hớ miệng hay không? Hai vợ ổng còn tỉnh táo nha. Yeah. Rồi. Yeah. Thử thách nha. Đây. Lời nói chân thành, một phút bắt đầu. Chào em. Chào. Thôi mình cứ xưng hô anh em cho thân thiện đi ha. Ok. Thì anh có theo dõi em nãy giờ nhưng anh thấy em có vẻ không giống người bình thường cho lắm. Chứ em giống gì ta? Có thể là em sẽ giống người yêu của anh hơn đó. Ây da. Quá lung linh. Không biết em thấy hôm nay cô anh có thể là diện mạo có thể là với em đã ok như thế nào hơn chưa? 8 điểm. Vậy còn 2 điểm lại là chỗ nào để em biết có thể là cải thiện để là... xứng được đúng 10 điểm của em được không? Phần còn lại của anh đó. Phần còn lại? 1 phút của anh. Ok, vậy là anh phải cố gắng hơn nữa để phù hợp với trái tim của em thôi. Có thời gian. Thì tiêu chí của em không có thể nói lại cho anh biết được không? Thì em chỉ muốn tìm một người đàn ông đủ bao dung cho công việc của em. Hết giờ. Trời ơi, vừa 1 phút đây là không đủ đâu rồi. 1 phút vừa trôi qua.
Bây giờ là 30 giây tiếp theo. 30 giây bắt đầu. Trời ơi. Quá trời. Dạ. Con trai là phải vậy phải không mẹ? Phải, đúng như vậy. Đó, con trai là phải vậy, kiểu vậy phải. Con trai mẹ là số 1. Bởi vậy. Không, công nhận nha. Nãy giờ các bạn này ra để cho thấy đúng kiểu là gặp một bông hoa xinh đẹp là mình phải thể hiện. Đúng phải rồi, mẹ? Phải thể hiện rồi. Phải là... thể hiện liền. Chứ đừng có nói là lần đầu hay lần cuối, chỉ cần tôi thấy đẹp là tôi sắp vô liền. Bây giờ mẹ có thêm một phút để thuyết phục nhà gái đưa thêm ra những hứa hẹn, cam kết vân vân. Sau đó để cho nhà gái yên tâm chọn con trai của mình. Một phút dành cho mẹ, bắt đầu. Chào bên đàn gái, anh chị. Coi như là anh chị mà chọn con trai em á, thì anh chị không có hối hận đâu. Dạ. Nói chung ra là sẽ quan tâm, vừa quan tâm vợ mà vừa quan tâm bên cha mẹ vợ nữa. Và anh em họ hàng luôn. Nỗ lực công việc như không có làm biếng đó, nhưng chịu khó chịu thương rồi biết kẻ lớn người nhỏ, từ ông bà bên vợ là sẽ có hiếu bên cha mẹ mình, cũng phải có hiếu với cha mẹ bên vợ đó. Anh chị mà chọn con em là không sai lầm đâu, không hối hận. Có nói với con dâu tương lai câu không mẹ? Chào con. Con nãy giờ là con trao đổi với con trai cô rồi đó. Nhưng mà con yên tâm đi, mẹ cũng xì tin lắm. Nói chung ra là con thích gì mẹ chiều đó. Tại hết mẹ giờ thần trai à. Cảm ơn mẹ nhà trai. Và một lần nữa chúc mừng em, chúc em gặp nhiều may mắn nha. Bây giờ em vào trong nha. Thưa quý vị, như vậy là ba cậu con trai cùng với gia đình của mình đã thật sự nỗ lực. Ngay bây giờ để xem nhà gái sẽ hội ý và đưa ra quyết định như thế nào. Thời gian hội ý bắt đầu. Thưa quý vị, thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Trước khi ba nhà gái đưa ra quyết định, Phương Hiếu muốn hỏi nữ chính của chúng ta là em Mỹ Linh. Trong ba phần tương tác vừa rồi, cảm xúc của em như thế nào? Em cảm nhận được những gì? Dạ, trong ba phần vừa rồi thì phần nào em cũng có cảm xúc. Mà chỉ có là nhiều hay là ít thôi. Nhiều hay là ít thôi. Quan trọng là ở đây là nhà gái. Ba và mẹ và em trai của em có để ý điều đó kỹ và cảm nhận được rằng là ai sẽ phù hợp với em hay không thôi. Và thứ ba, mời ba đứng dậy. Mời ba, quyết định cuối cùng là gì? Gia đình chúng tôi quyết định dừng cuộc chơi với số 3. Dạ, lý do thứ ba. Dạ, lý do đó là cái cascade thì nó rất là nguy hiểm. Nhiều khi chồng đi làm việc thì ở nhà phập phòng lo sợ, không biết là tai nạn xảy ra bất ngờ, không biết trước được, không lường trước được. Thì biết là người có số nhưng mà mình không có nắm được cái số mệnh như là sao. Dạ. Dạ, cho nên là phải dừng cuộc chơi ở đây. Dạ. Dạ. Gia đình số 3. Dạ. Đó là quan điểm của gia đình nhà gái. Nhà trai nghĩ sao ạ? Tôi thấy là rất là tiếc vì cho cái sự suy nghĩ của gia đình bên nhà gái. Có thể là anh không có trong cái anh không có va chạm trong cái nghệ thuật, thành ra anh không có hiểu được cái tính cái nghề nghiệp của cascader. Tại vì thay vì thí dụ như bây giờ cái cascader bây giờ rất là hiện đại, không phải giống như hồi xưa mà anh thấy bây giờ cái cascader thì tất nhiên là bản thân của một cascader đã có nền tảng, có võ thuật từ nhỏ, họ chỉ đóng thế thôi, thế những cái vai khó cho diễn viên, chứ không phải là nó lúc nào nó cũng riêng cái có sự nguy hiểm rình rập tới cái tính mạng. Anh suy nghĩ như vậy thì nó không đúng. Mà với vấn đề thứ hai thì tôi thấy hơi tiếc cho bạn gái, tại vì đây là cái sự quyết định của anh. Thay vì cái sự quyết định này là của cô gái thì nó có thể là nó hợp lý hơn. Tại vì con của tôi với cô gái thì có thể là nó sẽ cái nghề nghiệp nó tương đồng với nhau hơn. Thì con tôi
có thể là một người sẽ bảo vệ cho cô gái này suốt cái cuộc đời, vì cái tính chất nghề nghiệp đồng cảm với nhau và nói chung là cái thuận tiện hơn trong cái vấn đề sẽ cái cuộc sống của hai người nếu mà hai đứa mà đi với nhau. Vậy thì để xem cậu con trai gia đình nhà số 3 quay trở lại Hiếu sẽ hỏi điều gì quý vị nha. Cảm ơn ba, mời ba ngồi xuống. Chào đón trở lại cậu con trai gia đình số 3. Chắc là em nghe lý do nhà gái dừng cuộc chơi với mình. Theo em, lý do này em đồng thuận hay không đồng thuận chỗ nào? Em cũng không có đồng thuận cho lắm mà. Chỗ nào không đồng thuận? Dạ, cái nghề cascader là cái nghề mà gọi là diễn viên hành động. Thì cái mức độ mà đánh võ thuật ở trên điện ảnh nó khác hoàn toàn với đánh ở ngoài đời. Dạ. Em đang hoạt động cascader chuyên nghiệp hay là em làm cá nhân hay đang theo học? Dạ, em vừa theo học và vừa làm tự do. Làm tự do chứ không phải làm chuyên nghiệp trong một đoàn đúng không? Dạ, cũng cũng có đoàn này đoàn nọ, em cũng đi nhiều đoàn. Dạ, thật dạ. Ra thì Hiếu chia sẻ thật với quý anh chị như thế này. Nhà gái quan ngại hoàn toàn có lý do thưa ba. Mặc dù công việc cascader nó còn nhiều kỹ năng lắm. Biết võ thuật nè, biết diễn nè, biết nhiều kỹ năng lắm. Nhưng Hiếu có một người bạn, mỗi lần đi quay những cảnh hành động về là không bầm chỗ này cũng bầm chỗ khác. Nhà gái lo ngại là có, nhưng quan trọng ở đây không phải là chê cái nghề này mạo hiểm quá rồi không ai làm. Chẳng lẽ việc khó không ai làm, phải không ạ? Cho nên hy vọng rằng nhà gái quan ngại ở đây chỉ là chưa tương xứng. Mỹ Linh, em có đồng ý với quyết định dừng cuộc chơi của gia đình mình hay không? Em sẽ tôn trọng quyết định của ba mẹ. Tại sao? Vì một phần nào đó em cũng cảm thấy cái nghề của anh rất là nguy hiểm, mà em thì cần sự an toàn, nên xin lỗi anh. Dạ. Mời ba lên đây ạ. Không có gì sai hết trơn hết trọi khi mà con trai của mình đam mê cái nghề mà mạnh mẽ, dũng cảm, bên cạnh đó còn rèn luyện được cơ thể nữa, phải không? Cho nên chúc ba và em nhiều sức khỏe, nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc của em ngày càng thăng tiến, thăng hoa hơn nữa để mang đến nhiều pha hành động mãn nhãn cho chúng tôi và mang về cho ba nàng dâu ưng ý, được không ba? Cảm ơn ba và em đã đến với chương trình ạ. À, xin gửi lời chào ạ. À, chúc mừng nhà gái và chúng ta tìm ra được hai cái tên nhà trai xuất sắc nhất đến với vòng quyết định mang tên Thông Gia Song Đấu. Ở vòng này, gia đình của hai chàng trai còn lại sẽ đem đến chương trình hai món bảo bối đắt giá nhất để chinh phục gia đình thông gia tương lai của mình. Vòng 3 có lẽ là vòng thi gay cấn nhất khi gia đình của hai chàng trai kiên quyết tranh luận và đưa ra những lý lẽ thuyết phục, giải thích tại sao con trai họ xứng đáng được gia đình cô gái lựa chọn. Sau màn tranh luận kịch tính, gia đình nữ chính sẽ chọn ra một chàng trai phù hợp và đặt tiêu chuẩn trở thành con rể của mình. Nhưng cuối cùng cô gái vẫn lên tiếng và nêu cảm nhận của bản thân và đưa ra lựa chọn của mình. Thưa quý vị, vòng cuối cùng của Thông Gia Song Đấu là một màn tranh luận hết sức hấp dẫn của hai gia đình. Nhưng trước khi đến với màn tranh luận này để thuyết phục gia đình nhà gái vì sao không nên lựa chọn cậu con trai gia đình đối phương, thì hai nhà trai sẽ cùng chào đón lại hai người con trai của họ trên tay mang theo món bảo bối của gia đình để trình cho gia đình nhà gái. Thưa quý vị, tất cả đã sẵn sàng, đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay với màn trình bảo vật. Thưa quý vị, thưa quý vị, chúng tôi đã sẵn sàng và để xem hai cậu con trai nhà trai sẽ mang đến chương trình ngày hôm nay món bảo bối gì. Cùng gặp gỡ lại hai cậu con trai gia đình nhà trai. Dạ, thưa hai mẹ, theo quy định của chương trình, người dẫn chương trình sẽ được khám phá món bảo bối của nhà trai để chúng ta cùng đoán xem đó là gì. Mời nhà gái cùng lắng nghe và dự đoán nha. Mẹ cho phép con nha. Cái này con khám phá nhẹ nhẹ thôi mẹ ha. Làm mạnh có sao không ạ? Không sao, vẫn chả nghe. Anh hơi mạnh tay á. Đây là một phần không thể thiếu trong lễ ăn hỏi hay là lễ cưới của cô dâu chú rể. Mời gia đình nhà gái đoán.
mình chọn, mình nghĩ là nó là một cái hộp như hai chiếc nhẫn. Hai chiếc nhẫn, một cặp nhẫn. Dạ, yeah, một cặp nhẫn. Yeah. Mẹ chắc cũng nghĩ vậy thôi. Mẹ cũng nghĩ vậy đó. Dạ, yeah. Em gái, thôi để ngay tò mò anh mở ra cho em coi luôn đi. Anh mở nha. Dạ, yeah. Đó có phải là một cặp nhẫn hay không? Dài như một cặp hay một chiếc thì không biết à. Dạ, cái này đồ của nhà trai Hiếu gửi lại. Dạ thưa mẹ, mời mẹ mở ra và trình với nhà gái vì sao mẹ mang món báu vật này đến với chương trình. À, đây là chiếc nhẫn được gọi là chiếc nhẫn lông voi ấy. À, nhẫn. Chiếc nhẫn lông voi. À, nhẫn lông voi. Dạ vâng. Đây là một chiếc nhẫn rất là quý giá của cái vùng miền của thành phố Đắk Lắk á. Nha. Dạ vâng. Thì đây là gia bảo của gia đình, nó có một cái giá trị, đó là cái sự may mắn. Linh nhá. Dạ. Hai mẹ con mẹ đem đến đây. Thì những cái điều mà vừa rồi là chúng ta cũng đã có cái sự chia sẻ với nhau rồi, chắc con cũng hiểu con trai mẹ ha. Thì nếu mà con đồng tình á, thì mẹ xin đeo vào tay của con, tức là con sẽ nhận được cái gia bảo này. Đây là một sự may mắn. Trong cuộc sống thì chúng ta có thể có những cái bằng cấp, những cái kiến thức rộng lớn. Và trên cái con đường đó là một sự nỗ lực. Tuy nhiên, để đạt đến vinh quang hay đạt đến một cái mà mình hằng mong ước ấy, thì ngoài cái sự nỗ lực ra còn có một cái sự, đó là sự may mắn. Rồi, cảm ơn mẹ. Chú xin phép di chuyển qua vị trí gia đình còn lại. Cứng, nhọn, mục, có bốn đầu khác cũng nhọn, tổng cộng năm đầu nhọn, nhưng nó có một đầu nhọn dần và dài lên, cứng, rất cứng, giống như có bốn chân trụ và một đỉnh cao lên vậy. Mời nhà gái. Nghĩ là có đó cái một cái hộp bảo bối gia đình. Đây không phải là một cái hộp ạ. Không phải hộp. Có hình thù lục giác đó. Hình thù lục giác. Nó hình thù như vậy nhưng mà nó nhọn dài xuống, nó rỗng ruột ở bên trong ạ. Tháp Eiffel. Các bạn khán giả nghĩ sao ạ? Trước xin phép được mở. Dạ mời mẹ, vì sao mẹ mang mô hình tháp Eiffel đến để chinh phục nhà gái? Ở đây bác đem tới tháp Eiffel này á, dạ, là có ý nghĩa là coi như là bên ông nội bà nội của cháu là ở bên Pháp. Ồ. Đó. Ông bà nội rồi, đang ở Pháp. Dạ. À, rồi cũng như đến đây chinh phục là nói với bé Linh á, nếu mà chọn con cô á thì con được ở Việt Nam và ở Pháp ha. Sau này nếu mà hai đứa mà thành đôi thì cháu nội của bác á thì mang quốc tịch Pháp cũng được mà Việt Nam cũng được. À, nghĩa là bên nội đang ở Paris. Dạ. Ở đây là mình cam kết về cái môi trường sống và cái chất lượng sống sau này đủ đầy để em chọn sao cũng được, phải không mẹ? Đúng rồi. Hy vọng là nhà gái thấu hiểu, và một tràng vỗ tay cho hai gia đình. Thưa quý vị, báu vật đã trình xong, nhưng liệu quan trọng sau hai món báu vật này, nhà gái cảm nhận được gì? Tôi tin rằng cảm nhận thì có, nhưng đưa ra quyết định thì chưa. Tại vì hai gia đình nhà trai ngay lúc này sẽ làm một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng nữa. Đó là màn tranh luận để đưa ra quan điểm thuyết phục nhà gái vì sao không nên chọn cậu con trai gia đình đối phương. Quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay thưa quý vị. Thưa quý vị, ngay lúc này chúng tôi đã trở lại và các gia đình đã vào vị trí để cho phần thách thức
cuối cùng. Đó chính là hai gia đình nhà trai cùng con của họ sẽ đưa ra những quan điểm, những lập luận để thuyết phục nhà gái vì sao không nên chọn con trai của gia đình đối phương. Thời gian dành cho hai gia đình cho phần quyết định bắt đầu. Theo tôi nghĩ thì hôm nay thì hai mẹ con tôi là nhất quyết là đến đây là đưa cháu Mỹ Linh về rồi đó. Nhà tôi cũng thế. Nhà tôi cũng nhất quyết đưa cháu Mỹ Linh về với gia đình chúng tôi. Thì thực sự ra là nhà tôi là có một cái sự xây dựng một cái nền tảng và về vấn đề là tâm tài lực, tức là nói về cái đức con người sống là phải có cái đức đó, cho nên là và tôi đã nuôi dạy con tôi là từ nhỏ và tôi đã dạy dỗ rất là kỹ. Rồi thôi chị, em xin cắt lời nha. Bây giờ ra đây em chào khán giả với trường quay với Phương Hiếu với con dâu với chị tôi. Thì giờ là khán giả là xác định nhất hết. Đâu bây giờ quyết định thử coi con trai tôi nè, từ tướng nè, tá nè, nghề nghiệp gia nè, rồi ngoại hình nè. Con nhà chị là nhà nông ha, còn con tôi là từng đi du lịch ở nước ngoài, nước này nước kia, có khả năng, nói chung là lọt lo cuộc sống cho vợ con nó đó. Rồi nhưng về trình độ con tôi là có hai thứ tiếng, biết hai thứ tiếng. Con chỉ biết mấy thứ tiếng, còn này là hai ba thứ tiếng luôn. Sau này cháu tôi ra đời thì nó sẽ có tương lai. Nó muốn ở bên Pháp thì nó ở, nó muốn ở Việt Nam thì nó ở. Nói chung ra là có hai quốc tịch, một Pháp một Việt Nam. Nếu mà tiểu phẩm này không chọn là chọn ai? Nếu chọn ai thì phải chọn con tôi thôi. Con trai tôi là siêu phẩm đó. Xin phép chị như thế này nhé. Và mình cũng xin nói với quý vị đó, đất nước Việt Nam là một đất nước đang rất là phát triển. Và ông bà cha ta ngày xưa có câu là ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Không, ở đây nói là không, ở đây nói là không phải là chị để cho mình nói hết lời đã. Dạ vâng. Thì thực sự đó, như mình nói là mình đã nuôi nấng và dạy dỗ cháu ngay từ lúc nhỏ và đã có một cái nền tảng về cái sự văn hóa. Còn thực sự ra là cháu sẽ làm việc bằng sự nỗ lực của chính cháu và của gia đình. Và cái sự nỗ lực này nó sẽ thể hiện cái chỗ là khi mà cháu và bé Linh đó, mà khi về nhà thì hai cháu sẽ cùng vun vén với nhau, cùng làm việc, cùng nỗ lực dưới cái sự dạy bảo và hướng dẫn cách văn minh, cách trí tuệ, cách sáng tạo để cho các cháu sẽ đi từng bước để đi lên. Và khi mà các bạn có được cái tài sản đó thì cái tài sản đó khi đó các bạn có thể đi bất cứ nơi nào trên thế giới này. Và muốn học thì phải nói là bây giờ phải nói trường xá và online rất là nhiều, internet rất nhiều. Bây giờ các bạn được sinh ra vào thời này thì rất rất là thông minh và sáng suốt á. Cho nên là các bạn cũng có thể cập nhật và học được không phải là một hai thứ tiếng mà 5-6 thứ tiếng cũng được. Đó là nhờ cái nỗ lực của các bạn. Xin phép em nói chuyện này nè, nói qua nói lại không bận thì nói dai. Bây giờ cứ nhìn vô nói dài chẳng qua nói dài ha, nhưng mà nhìn vô đi đó, cái đó để xem cái kết quả thôi đó. Đây là... đây quý vị nhìn nhá, con trai tôi nó có một cái đẹp một cách tự nhiên. Và đặc biệt nhá là tôi là nuôi dạy con là ăn uống là theo cân bằng khoa học âm dương nè, cho nên con nè, dâu sẽ được về nhá, sẽ cô sẽ con tôi đứng qua luôn nè. Đó, đây muốn đứng thì đứng. Dạ vâng nè, nội thức cao là thấy cũng là ok rồi. Như thế này nhá, tức là quý vị cứ nói nhìn đi ra là bà nội là ở bên cái đẹp quá, bên ngoài cái đẹp bên ngoài làm sao mà cái đẹp là được nuôi dưỡng từ bên trong rồi còn bên ngoài, đúng không? Cái đẹp quá thì quý vị thấy có được không? Nếu mà tôi nhá, cái đẹp mà nhiều quá cái gì vậy nó vừa phải, nhưng có bao giờ nhưng mà nhiều quá thì hay là làm kỹ sư hay là đứng vào đây để lấy hình cho được. Cái thứ hai nữa là hai người cùng nói thì nhà gái không có nghe được là ai nói. Từng gia đình mình đưa ra quan điểm nha. Rồi Hiếu sẽ đứng đây, Hiếu làm trọng tài okay. Cho dạ mẹ ơi. Rồi dạ. Bây giờ quan điểm của mẹ là sao khi mẹ nhà của bên đây mang ngoại hình của hai em so sánh với nhau? Thực sự ra mình thấy bạn trai bên đó cũng ok. Nhưng mà rõ ràng thì mỗi người mẹ đều có một cái tâm huyết đến đây để được cái nàng dâu là bé Mỹ Linh. Tuy nhiên về phía gia đình tôi thì con tôi và tôi sẽ muốn nói với bên xuất gia là gia đình tôi là mình đi từ đôi chân của mình.
Không không, nè em nói chị nghe nè. Sao không phải mà lên đây mà để mà so sánh hai đứa trẻ. Nhưng ý là nói cho chị hiểu. Cũng như là chị nói là con chị là có nền tảng thì con em cũng vậy. Có như mà cũng có sự giáo dục, nếu mà không có sự giáo dục thì đâu có mà có kết quả ngày hôm nay là kỹ sư làm đi qua nước này nước kia du lịch, nó là tự lập chứ không có nhờ về cha mẹ gì hết trơn, ông bà gì hết trơn ha. Đó. Đâu có, chị mới làm. Nói là nhà chị là có đó, cái gì làm đó. Làm gì làm cũng phải có cái kết quả. Nói chung đó, nhìn nhà chị cứ nhìn vào cái kết quả mới đánh giá con người. Thấy không? Đó. Tôi nói cho chị nghe nhé, con tôi là đã được là một đứa siêng năng, bạn này rất là siêng năng và làm việc bằng nỗ lực hết sức mình. Còn rõ ràng là con chị vừa người mẫu vừa là sư tiếp viên hàng không, nó quá nhiều việc như thế thì không có cái nào là chính hết, đúng không? Thì nó lung lay á con. Dạ. Đó thì còn con cô là một việc là cô đã sắp xếp ngay từ nhỏ là đi theo một cái quy trình, một cái căn bản như thế, cho nên là cô nghĩ là con Mỹ Linh cứ tự nhé, cứ tự suy xét nhé. Đó thì con thấy là ở trong trái tim con thì con hướng ở bên nào thì tùy con nhé. Nói ý kiến cô cho con biết, mặc dù con cô nó là nhiều nghề ha, nhưng mà nó tinh tế lắm. Nói chung ra nghề nào thì nghề nào nó cũng giỏi hết trơn, tại còn trẻ mà đâu có ngừng học hỏi. Nói chung ra là bố mẹ sanh con chứ không có sanh lòng, đôi khi là chọn hai nghề ba nghề mà nó không chịu, nó nói là con á, cái gì mà con càng khó thì con phải càng vươn lên, con phải càng vô, con phải càng học. Con nhìn mặt con nhìn mặt nó sáng sủa không? Đó. Đó. Nói chung là hai con ở đây là bạn nào cũng sáng sủa hết. Riêng về gia đình mẹ nhá, đặc biệt con mẹ nhá, mẹ mà đi công tác xa nhá là em á là ở nhà là tự lo việc bếp núc là dọn dẹp nhà cửa hết. Như con của em á, nói chung ra là những ngày mà em có đi công tác hay đi đâu thì ở nhà cháu nó vẫn phụ cơm nước. Nhưng mà theo như em thấy á, đàn ông á là phải ra ngoài kiếm tiền chứ không nên ở nhà làm việc lớn, chứ còn gà cơm nước hay là quét vũ gì đó thì cái đó là để mẹ đó, mẹ sẽ hỗ trợ. Nếu khi nào mà mẹ mà có bệnh hay là đi làm không được nữa con đó mới hỗ trợ, chứ còn như em là thích con em ra ngoài đó. Tức là rõ ràng á, chị nói là chị là hậu phương của cháu đúng không? Như vậy là chị là coi như là cháu dựa dẫm, vì là hậu phương chắc quá là dựa dẫm là tức là không có bản lĩnh để mà khi có những cái sự việc xảy ra là con không thể mà bảo vệ được gia đình của mình. Hậu phương đây là có nghĩa là khi nào cô có việc con trai cô mới phụ bếp núc này kia thôi, chứ ngoài ra những gì nó đi làm thì tự lập hết, không có cần tới cha mẹ đó. Nhưng mà đặc biệt á, nếu mà con á mà về với mẹ đó thì con sẽ là có thêm quốc tịch Pháp rồi ở Việt Nam, thì sau này con sanh một đứa cháu nội cho mẹ thì cũng mang quốc tịch Pháp hay là Việt Nam gì cũng là tùy con ha. Đó bây giờ thì cô cũng không có nói nhiều, thì giờ tùy con lựa chọn ha. Ừ, từ chị xui thôi. Ủa cho chị nghĩ là cứ chọn là chọn quốc tịch không phải Việt Nam là chọn cho Việt Nam thì sao? Việt đâu Nam có. Bây giờ đang là một trong những đất nước nói là nhà đang có phát triển gì, rất là tốt luôn thôi, chứ không phải là nhất quyết cho Việt Nam, là tôi đâu bao giờ từ bỏ Việt Nam là được đó. Có thêm quốc tịch nhiều nữa, đôi lúc người ta phải bỏ 40,000-50,000 đô còn đi qua bên nước ngoài không được nữa mà. Cái này là tôi có cái gì tôi chia sẻ cái đó thôi. Chị đó, sao rồi. Chị xứ ngoại cái gì cũng pháp. Mình đang đứng trên đất nước Việt Nam, mình phải làm tất cả về trí tuệ khối óc bằng cái sự sức lực của mình về Việt Nam. Chứ chị làm như thế giống chị khoe vậy, chị có vẻ hướng ngoại quá vậy. Nó nghe nè, đâu có, tôi yêu Việt Nam. Nếu tôi không yêu Việt Nam hôm nay mẹ con tôi không đứng lên đây đó. Lúc nào Việt Nam là con thích. Tôi sang Pháp, tôi sang nước ngoài là tôi học hỏi, rồi tôi cho con tôi qua đó là học kiến thức đó, để về đây đem những cái gì hiểu biết nhất Pháp đất Việt Nam. Chị không thấy hả, đôi lúc á, tụi trẻ đó đi qua nước ngoài đó còn học thêm những cái kiến thức tinh hoa đem về Việt Nam đó. Chị nghe nè, chứ còn hả, đây mẹ con em lúc nào cũng vậy hết trơn, dù có qua bển hay đi nữa cũng không bao giờ quên Việt Nam đó. Dạ. Bác Hồ muôn năm.
À, chị có biết không, bây giờ cái thời buổi bây giờ là mạng internet nó rất là nhiều, có thể ở Việt Nam mà chúng ta có thể học hỏi ở bất kỳ nơi đâu, tận góc cách của trên thế giới này. Cho nên cái việc mà khi hai cháu tự tay đã có những cái nền tảng như thế, từ cái việc tâm tài lực, tức là cái đạo đức của con người, thì như thế thì sẽ xây dựng và cộng thêm một sự may mắn, đúng không ạ? Của gia bảo của nhà tôi để lại đó, tức là toàn bộ tổng lực tôi chắc chắn là đợt này là chị thua chắc. Đúng không à, anh chị Sư Gia? Mạng internet hay là qua mạng gì đó không bằng, không có bằng mình thực tế mình đi qua cái đất nước của người ta. Đúng không? Mình học hỏi rồi mình đem về những cái gì ở bên người ta, mình đem về đây mình truyền lạc lại cho những con cháu sau này của đất nước Việt Nam. Đúng. Dạ, cảm ơn hai người mẹ. Cho mình nói câu cuối cùng nhé. Thực sự đi ra nước ngoài thì hai mẹ con mình cũng đã đi, cho nên là cái việc mà có tiền mà để đi ra học hỏi hay là để đi học, thì sau này mà cháu Linh mà muốn, cả hai vợ chồng muốn đi ra học ở bất kỳ nước nào thì mẹ cũng sẽ cho hai con nhé. Dạ. Dạ được rồi, phải không ạ? Cảm ơn hai người mẹ rất nhiều. Thật ra là phải quyết liệt chứ, phải không ạ? Đứng trước một nàng dâu tương lai xinh xắn xinh đẹp như thế này, đúng, thì ai mà nỡ lòng nào khước từ. Quan trọng là thật sự mà nói, chúng ta phải có cái nhìn khách quan. Khi mà em đây, Mỹ Linh, đứng cạnh chàng trai nào tự nhiên thấy cũng có điểm trùng hợp hết trơn á. Trước khi nhà gái đưa ra quyết định, anh muốn hai chàng trai, hai em nói một điều với nhà gái thì mình sẽ chọn nói điều gì? Mời hai bạn. Tiến lên luôn đi con. Tiến lên chào bố mẹ vợ. Dạ thưa bố mẹ vợ. Chào quý khán giả trường quay. Và xin chào vợ tương lai của anh. Anh chỉ muốn nói là tương lai anh không hứa chắc điều gì, nhưng chỉ chắc chắn một điều về bên anh, em muốn gì sẽ có điều đó. Chào cho hai bác ạ, và chào bạn trai bên cạnh. Dạ, bên mình thì tài sản nó không còn nhiều, nhưng mà mình là mình thật lòng và trung thủy. Và khi mà bạn về bên mình á, thì mình sẽ hết sức yêu quý và yêu thương bạn hết lòng ạ. Tại sao bữa đây người ta gọi là vợ tương lai, còn em gọi là bạn với mình? Em xưng hai bác, trong khi bữa đây người ta xưng cha mẹ vợ. Tại vì con là chưa muốn mình đi qua giới hạn, tình duyên đến từ từ tiếp cận ạ. Cũng chưa muốn gọi gì đó sớm quá, mất hết duyên ạ. Dạ. Nói sớm quá mất hết duyên. Dạ đúng rồi. Dễ thương. Dễ thương hả mẹ? Dạ. Con mẹ nói cái gì mẹ cũng dễ thương. Dạ. Con mẹ là số 1 mà. Dạ. Bên đây thì con mình cũng số 1 phải không mẹ? Dạ. Thôi đây là hai lời chia sẻ của hai nhà trai. Quan trọng thì như ba mẹ nhà gái thấy đó, rõ ràng là chắc chắn là trong cương vị người cha người mẹ thì chúng ta luôn luôn nỗ lực và chúng ta luôn luôn hết mình. Ở đây không có tranh cãi, ở đây là tranh luận. Tranh luận những quan điểm để bảo vệ quan điểm của mình là đúng. Cho nên rất mong nhà gái chúng ta suy xét thật kỹ. Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Quý vị, thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Trước khi ba nhà gái đưa ra quyết định thay cho gia đình chọn chàng trai nào để kết nối cũng như là kết đôi với Mỹ Linh, thì ngay bây giờ chúng ta cùng nghe thử hai thành viên được xem là quân sư theo sát gia đình từ đầu đến giờ. Đầu tiên, dạ xin mời mẹ. Theo mẹ đó thì mẹ nghĩ là số 4. Số 4, vì sao ạ? Vì mạnh dạ, mạnh mẽ. Còn số 1 thì thấy hơi rụt rè. Mà Mỹ Linh thì nó thích, nó cá tính, nó thích mạnh mẽ. Dạ, mẹ đang nghiêng về cậu con trai gia đình số 4, vì bạn ấy mạnh mẽ để nói lên quan điểm của mình. Còn bên kia hơi hiền xíu, phải không? Tại bên kia người ta bản chất nông dân mà, hiền từ chất phát, chứ không phải không mạnh mẽ đâu. Quản lý cả năm rẫy cà phê thì không mạnh mẽ đó, sao được. Cho nên thôi, cứ để đó tham khảo. Còn em họ, đứng trước em họ chắc là câu hỏi này khó hơn. Em thì em lại chọn số 1. Tại sao? Tại vì anh khá là hiền và chất phát, rất là vẫn hơi bị nhát gái á, nên cũng sẽ không có lăng nhăng này kia. Bây giờ mời ba lựa chọn quyết định của ba. Đâu là nhà trai mà ba sẽ chọn kết đôi với con gái nhà mình? Xin mời. Thật khó cho tôi chọn một trong hai gia đình mà phải loại một. Rất là khó cho tôi. Tôi thấy hai người đổ đồng,
tôi không biết chọn ai. Dạ. Nhưng mà tôi phải chọn một trong hai. Sau khi tôi quyết định với gia đình là sẽ chọn gia đình số. Số 4. Thứ ba, chọn vì lý do gì ạ? À, nghe theo vợ trước tiên. Nghe lời vợ trước. Dạ. Thì ra ba theo trường phái, đổi vợ trên đầu trường sinh bất tử. Phải không? Ở nhà chắc là ba cũng sợ mẹ lắm hả mẹ? Cũng có. Dễ thương quá, hèn chi hai vợ chồng hạnh phúc hoài. Thiệt, nhà là phải có nóc. Dạ. À, cuối cùng hết là tôi nói một lời cuối là tôi thấy vợ tôi nhận xét rất là đúng. Tại vì ba lý do mà vợ tôi nói là quá đúng rồi, cho nên tôi không nào mà chắc. Dạ. Nào mà cho nên lý do là y như vậy. Dạ. Mỹ Linh thân mến, trước khi anh gửi lời chào đến nhà trai số 1, cho anh hỏi trực tiếp em có đồng ý với lựa chọn của gia đình là không chọn gia đình số 1 hay không? Như lời ba mẹ nói thì cũng đúng, nhưng mà theo con thì cũng không hẳn là ảnh không tự tin là mình sẽ không chọn ảnh. Nhưng mà một phần nào đó con chưa có cảm nhận ảnh như ba mẹ là ảnh phù hợp với con hơn là người khác. Thì con thấy ý kiến của ba mẹ con đồng tình. Nghĩa là em hiểu không? Linh không có chê mình, Linh không có đồng ý với quan điểm của ba mẹ Linh là nói em nhút nhát hay là khờ hay là ngại gì đâu, mà Linh cảm thấy chưa có cảm xúc nhiều á, cho nên là không phù hợp thôi, chứ không phải là Linh giống như quan điểm của ba mẹ là tại vì em nhát, em không dám thể hiện. Rất tiếc là ngày hôm nay chương trình đã không tạo cho em được một mối tình đầu tuyệt vời trên sân khấu này, nhưng chắc chắn em sẽ có cơ hội để tìm kiếm một mối tình đầu khác tuyệt vời hơn để mang về nàng dâu tương lai cho mẹ nha. Cảm ơn mẹ đã đứng đây quyết liệt vì con của mình. Và chúc mừng mẹ có một cậu con trai tuyệt vời như vậy. Chúc gia đình mình gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn đã đến với chương trình. Cảm ơn chị ạ. Cảm giác của em thế nào? Dạ, cảm giác là rất là vui mừng và hạnh phúc. Rất là vui mừng và hạnh phúc. Nhưng giờ phút này Mỹ Linh sẽ chọn ra sao? Đồng thuận hay không đồng thuận với gia đình? Nếu đồng thuận, bước qua đây nắm tay nãy, màn kết đôi thành công. Nếu không đồng ý với sự lựa chọn của gia đình, đứng tại chỗ, màn kết đôi không thành công. Khán giả ơi, tiếp thêm năng lượng cho bạn. Có nên đồng ý không ạ? À? Nào, cùng đếm nha. 1 2 3. Thưa quý vị, tôi xin tuyên bố màn kết đôi ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Rồi, chúc mừng em. Vì sao mà em quyết định lựa chọn? Dạ, tại vì một phần là cảm động bởi người mẹ. Mẹ phải dạ. Không? Mẹ quyết liệt quá phải không? Dạ, rất là quyết liệt để có được con dâu. Đó, cho nên là rõ ràng biết là nếu mà sau này trở thành vợ chồng, mình sống với chồng mình, nhưng mà mẹ chồng mình cũng là một trong những người mẹ mà mình phải phụng dưỡng, phải không? Và rõ ràng một người mẹ chồng thương mình như vậy, thích mình như vậy, quyết tâm chinh phục mình như vậy thì cũng có lý do để mình chọn, phải không em? Đúng rồi. Dạ, hoàn toàn hợp lý. Anh hoàn toàn hiểu những cảm xúc của em luôn. Tại vì mặc dù là mình chọn chồng tương lai, nhưng mà nếu có một người mẹ chồng thương mình như vậy thì chắc chắn là mình về mình yên tâm hơn, phải không? Dạ đúng rồi. Được hạnh phúc bên con trai của mẹ mà còn được mẹ cưng chiều nữa thì còn gì bằng. Một lần nữa chúc mừng được không ạ? Bây giờ mẹ nói nè, hai con á, bây giờ đến nhiệm vụ á, hai con á, nhiệm vụ bây giờ là phải sanh cho mẹ một đứa con cháu nội kháu khỉnh, rồi đẻ xong, nhưng sau 2 năm mẹ mới nhập quốc tịch cho con, phải đẻ xong rồi đúng 2 năm nha, 2 năm, còn nếu mà chưa đẻ cháu nội cho mẹ là mẹ không nhập. À, anh đợi em một xíu nha.
Con xin lỗi mẹ, nhưng mà thiệt sự á, con đến với chương trình này á, là con đơn thuần là chỉ muốn tìm một người bạn trai, một người chồng tương lai thôi, chứ không phải vì một cái quốc tịch hay là một cái mục đích sâu xa nào đó. Nên con xin lỗi mẹ là con không có nhận được cái lời chúc phúc của mẹ cũng như những lời đề nghị của mẹ như vậy. Thật ra là mẹ thử lòng con thôi, chứ tùy cô, con bia con quyết định. Con muốn qua bên Paris sống cũng được, mà muốn sự nghiệp ở Việt Nam mẹ cũng chấp nhận. Đó, mẹ thử con thôi. Dạ. Mẹ làm con đánh hồn cũng sợ. Mẹ yêu con. Dạ. Rồi mẹ thử mà hú hồn của mẹ. Thưa quý vị, thật ra là điều mẹ nhà trai nói á, là có nha. Có rất là nhiều người hiểu biết là vì một quốc tịch mà chọn yêu một người nào đó, rồi khi mà người ta đưa qua bên nước ngoài xong rồi thì lại gãy gánh vì cái quốc tịch đó thôi. Vậy là mình thử thôi phải không mẹ? Đúng rồi con, mẹ dạ. thử. Rồi. Dạ thôi thì mình mời nhà gái xuống đây để mình cùng chia vui nha. Dạ mời ạ. Thưa ba mẹ nhà gái, mặc dù trong cương vị là ba mẹ nuôi nhưng rõ ràng đã xem em như là con ruột và đang ở nhà mình khi mà đang học tập làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ba mẹ cảm thấy sao với kết quả ngày hôm nay ạ? Rất là cảm ơn chương trình đã làm ra những chương trình rất là nhân văn cho xã hội, cho cảm ơn ba rất nhiều. Mình có con mẹ, hồi nãy mẹ thấy vui không khi mà trên sóng truyền hình mà ba nói là ba nghe theo lời mẹ, và cũng như là mẹ đưa ra quyết định để giống như là hôm nay, mặc dù ba là ngồi vị trí giữa có quyền quyết định nhưng mẹ lại là người đưa ra quyết định cuối cùng vì ba nghe theo mẹ. Mẹ thấy như sao? Mẹ cũng thấy hạnh phúc mà thấy cũng vui. Tại vì mẹ thì hiểu con gái hơn ba. Nên ba nghĩ là mẹ quyết định là chín chắn. Vậy thì Phương Hiếu xin được gửi lời chúc đến hai gia đình, đặc biệt là chúc mừng hai em. Anh tin rằng là với nền tảng gia đình hai bên đều tốt, sắc vóc đâu đó tương xứng với nhau, chúc cho hai em có thời gian tìm hiểu thật là lý tưởng. Và biết đâu được hãy gửi tin vui về cho chương trình để chúng tôi cùng mừng vui với các bạn nha. Và thưa quý vị, với niềm vui ngày hôm nay khi chúng ta kết đôi thành công, cũng xin gửi món quà tinh thần này đến cho quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ theo dõi chương trình Thông Gia Song Đấu. Đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Thông Gia Song Đấu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Chúc quý vị một đêm ngon giấc, và tôi là Phương Hiếu đến từ Thông Gia Song Đấu. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.